Và hiệp 1 của trận đấu chính thức bắt đầu. Đối với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, đây là một trận đấu mà họ được thi đấu tại sân nhà, sân Thanh Hóa. Rất nguy hiểm. Bóng đã nằm trong tay của Trung Kiên. Lúc này thì câu lạc bộ Thể Công Viettel đang chịu áp lực rất lớn. Đường chuyền vào trong của Minh Vương, đánh đầu, không vào. Có lẽ đây là cơ hội để có thể mở tỷ số tốt nhất. Xuân Hoàng, rất nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 dành cho cao thủ Yêu Minh Hoàng Gia Lai. Rất bất ngờ, bàn thắng được ghi do công của Minh Vương. Một sai lầm nơi hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa. Không thể tin được với pha bóng vừa rồi. Bàn thắng đã dấy lên hy vọng lớn cho Yêu Minh Hoàng Gia Lai trong phần còn lại, và họ đang động viên tinh thần lẫn nhau ở trận đấu này. Chúng ta cùng xem lại sai lầm của Xuân Hoàng. Xuân Hoàng đã quá chủ quan. Không được. Có rất nhiều những góc máy dành cho trọng tài Nguyễn Đình Thái. Quả đá penalty dành cho Đông Á Thanh Hóa. Luis Antonio, bóng đều dành cho Đông Á Thanh Hóa. Tỷ số được quân bình sau rất nhiều những nỗ lực của đội chủ sân Thanh Hóa. Liên tục trong hiệp đấu thứ hai, họ cầm bóng nhiều hơn và liên tiếp có tình huống rót bóng vào trong khoảng 16m50. Và một trong tình huống đã khiến cho ngoại binh của Yêu Minh Hoàng Gia Lai mắc một sai lầm có lẽ là cơ bản. Đánh đầu vào, 2-1. Lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay, Yêu Minh Hoàng Gia Lai vươn lên dẫn trước. Ngoại binh của họ lại lên tiếng. João Henrique đóng góp cả hai bàn thắng, góp dấu giày trong cả hai bàn thắng của Yêu Minh Hoàng Gia Lai. Dũng Quang Nho là người kiến tạo. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Nguyễn Đình Thái cũng vang lên ở phút bù giờ thứ 11. Chiến thắng 2-1 nghiêng về phía cao thủ Yêu Minh Hoàng Anh Gia Lai. Họ đã có 10 điểm sau 12 vòng đấu. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.